Xin chào mọi người, vừa rồi trong video tạo vị cho Water Keeper thì có một bạn đặt một câu hỏi rất là thú vị cho Rina, đó là nếu như chúng ta không có hạt men nước thì chúng ta có thể sử dụng bột men được hay không? Thì hôm nay Rina sẽ làm một cái video riêng trả lời câu hỏi này để cho mọi người có thể tham khảo nha. Như mọi người cũng đã biết, Keeper là một trong những cái thức uống lên men chứa rất là nhiều lợi khuẩn và men tiêu hóa, giúp hỗ trợ cho cái hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch một cách rất là hiệu quả. Keeper thì chúng ta có hai loại, đó là loại sữa lên men Keeper và loại nước lên men kefir, hay chúng ta còn gọi là men nước water kefir. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng các hạt men để có thể lên men sữa kefir và nước kefir. Nhưng mà ngoài cái cách đó ra thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bột men kefir. Như vậy thì cái sự khác biệt như thế nào giữa bột men và hạt men và cái loại nào là hợp lý đối với mỗi người thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi video này nhé. Bột men kefir thì chúng ta có thể sử dụng trong các loại sữa dairy, tức là sữa từ các loại động vật, hoặc là chúng ta có thể sử dụng bột men ở trong các loại sữa non dairy, tức là các loại sữa hạt. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nó với nước trái cây, nước dừa, sữa dừa, vân vân. Đối với hạt men sữa kefir thì chúng ta có thể sử dụng nó đối với các loại sữa động vật hoặc là sữa dừa. Tuy là hạt men sữa kefir chúng ta có thể sử dụng cho kể cả các loại sữa non dairy là sữa hạt, nhưng mà cái hiệu quả của nó thì nó không có cao bằng khi mà chúng ta sử dụng sữa động vật, sữa dairy, dẫn đến các thành phẩm thì nó không có được đậm đặc như là khi chúng ta sử dụng sữa động vật. Cuối cùng là đối với hạt men nước kefir thì nó thường được sử dụng để có thể lên men ở trong nước đường, nước dừa, nước trái cây, vân vân và vân vân. Thì đó là cái sự khác biệt trong cái cách dùng đối với ba loại kefir. Đối với hạt men nước kefir và hạt men sữa kefir thì nó đều có những cái loại khuẩn lợi khác nhau tùy theo môi trường mà nó sinh sống. Khuẩn lợi và men tiêu hóa ở trong hạt men nước và hạt men sữa được cho là có nhiều hơn và mạnh hơn so với cái khuẩn lợi và men tiêu hóa ở trong dạng bột kefir. Khi chúng ta sử dụng các hạt men, nếu chúng ta bảo quản và sử dụng cẩn thận thì các hạt men chúng ta sẽ sử dụng vĩnh viễn bằng cách là chúng ta chỉ cần lên men nó trong vòng 12 cho đến 48 tiếng, sau đó chúng ta sẽ lọc nó đi và tiếp tục cái mẻ tiếp theo. Còn đối với dạng bột kefir thì chúng ta chỉ có thể sử dụng nó để có thể tạo ra một cái mẻ kefir rất là nhỏ, và cái mẻ kefir đó chúng ta chỉ có thể sử dụng nhiều lắm là 1-2 lần, bởi vì như Rina đã nói là khuẩn lợi và cái men tiêu hóa ở trong dạng bột nó rất là yếu so với dạng hạt. Sức khỏe của cái con men nó sẽ bị giảm dần và sẽ chết đi trong một thời gian nhất định. Đối với những gì Rina đã nói thì mọi người cũng thấy là các hạt men thì nó sẽ yêu cầu một sự quan tâm và cái sự duy trì nhiều hơn so với dạng bột. Nhưng mà đổi lại thì chính vì cái sự duy trì và quan tâm đó thì chúng ta có thể sử dụng cái hạt men vĩnh viễn, trong khi đối với bột men thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được vài lần, sau đó phải mua lại và tiếp tục quá trình lên men nếu chúng ta muốn lên men thường xuyên. Đối với giá tiền thì Rina nghĩ là sử dụng các hạt men thì nó có lợi nhiều hơn đối với dạng bột kefir, bởi vì như Rina đã giải thích lúc nãy, khi mà chúng ta sử dụng các hạt men chúng ta sẽ có thể sử dụng vĩnh viễn. Tuy là cái giá mà chúng ta mua ban đầu của hạt men nó có thể mắc hơn rất nhiều so với dạng bột, nhưng mà chính vì cái khả năng mà có thể tồn tại vĩnh viễn của các hạt men tính ra thì nó sẽ rẻ hơn so với dạng bột, bởi vì chúng ta sẽ không phải mua đi mua lại nhiều lần. Tóm tắt lại những điều mà Rina nói từ nãy đến giờ, sử dụng các hạt men nước và các hạt men sữa để làm sữa lên men kefir hoặc là nước lên men kefir là cái cách truyền thống và cái cách hiệu quả nhất để có thể làm các món lên men kefir lâu dài. Nhưng mà nếu như mọi người ngại cái chuyện mà phải duy trì và quan tâm đến cái hạt men kefir thì bột men là một cái sự lựa chọn khá là lý tưởng. Cho nên đối với Rina thì các hạt men sữa và hạt men nước thì nó sẽ phù hợp với những ai mà muốn làm kefir thường xuyên và muốn làm kefir về mặt lâu dài. Còn đối với dạng bột men kefir thì Rina nghĩ là nó sẽ phù hợp với ai mà muốn làm kefir mẻ nhỏ, không muốn làm thường xuyên, hoặc là đối với ai mới bắt đầu muốn làm những cái loại kefir để có thể giới thiệu cho gia đình và bạn bè trong một thời gian ngắn. Vừa rồi thì Rina vừa mới chia sẻ với mọi người cái ý kiến riêng của Rina về cái sự khác nhau và cái sự hữu dụng giữa các loại hạt men kefir và bột men kefir. Thì Rina hy vọng là sau cái video này thì mọi người có thể hiểu rõ hơn và có thể đưa ra cái quyết định, cái lựa chọn cho bản thân mình về cái chuyện là hạt men hay là bột men là phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Rina rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đặt những cái câu hỏi cực kỳ thú vị để Rina có thể làm video cho mọi người có thể tham khảo và chia sẻ ý kiến riêng của mình. Như thường lệ thì nếu mọi người có yêu cầu hay là thắc mắc đối với kênh của Rina thì mọi người cứ comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp trên social media của Rina. Bây giờ thì Rina xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt, bye bye.